Hôm nay em chạy đi chợ để tìm quần áo cho mấy bạn nhỏ vô gia cư đấy mọi người ạ. Em nghĩ là đồ trên đó sẽ đa dạng hơn. Mọi người cùng đi với em nhé. Mọi người ơi, em vừa mới mua được quả mascara, quả khẩu trang rất chi là xịn sò luôn. Đấy. Ui, ở đây có món gì ạ? Nước giải khát. Bơ. Ok. Bây giờ là em đang đi mua thử ăn thử. Ui, đây là nước ngô. Emily liu đấy. Đây là nước ngô mà hôm em quay cho mọi người ở trên veranda ấy. Thế bây giờ phải uống thử xem như nào. Đây. Ê quan tu. Xanh. Sao bebe? Bebe. Uragi bebe. Úi giời. Ê bebe. Ok. Ê primeiro vez. Primeiro vez. No copo. Yeah. Oh, anh nào, aqui tá bom. Đây. Amiga. Amiga, ê corona. Đánh corona. À, mọi người em thấy em hát xưa mọi người trêu là bị corona. Đây, hôm nay là em sẽ lần đầu tiên trong đời thử cái món này. Đây là món nước ngô. Thấy cũng hơi ám ảnh một tí ấy. Tại vì sợ kiểu cứ sợ nó như nào, nó nhợ nhợ, nó ngọt ngọt ý. Thôi, để em uống thử cho em như nào nhá. Bỏ như này một tí ra để uống cho nó dễ. Ayudaso. Đấy. Muasi kitoko. Đi ạ. Elita senti un poco azedo, un poco doce, un poco. Ê, đây em đến đi. Đây em đang đứng ở đây uống cái nước ngô này. Nó có một tí ngọt, một tí chua. Xong rồi sẽ là un poco milio. Nó thêm một tí cả vị ngô nữa thì cũng được. Ơ, bây giờ mới thấy ngon ngon nhá. Lúc sau nó mới có hậu ngọt ngọt mùi ngô. Ta đây un poco confuso aquí. Yeah, ta bien. Então paga dinheiro, ya. Mi compra también. Compra 100, ta bom. Mamá, yo también de 100. Mamá, no. Mamá, no. Aquí, mamá. Mamá, bebé. Ta bien. Obrigado, minha filha bonita. Hola. Em lại được thử thêm đặc sản mới của Angola rồi mọi người ạ. À. Cũng ngon đấy, lần tới uống khéo lại mê cũng nên. Mọi người nhìn thấy các cô ấy cười và nhảy chưa? Vui nhở? Nhưng mà để quay được các video trong chợ như thế này thì cũng gian nan vất vả lắm đấy ạ. À. Mọi người phải cổ vũ em thật nhiều để em có động lực quay em nhé. Sara, Sara no TikTok ya. Ok, fica bem. Sara, hola, yeah. Hola. Đấy, em vừa mới ở khu kia quay video, thế là các bạn ấy nhận ra. Nên là mọi người kiểu đứng nói chuyện nhiều ấy ạ. Bây giờ thì chúng ta di chuyển tới khu vực mua đồ và quần áo nhá. Qual de preto? Tamanho S. S não, só tem M. M. Para mim ver. Também tá bom. Dessa é o 4. Mas diferente, diferente. Desenho, já? Cor também diferente. Não, só preto. Só preto. Não, não. Em đang đi mua iPhone nào. Em đang đi mua áo cho các bạn ấy. Thì bảo là chọn hết cho em cái màu đen. Dior. Dior. Đây, S desenho. Mano, fala. Meia 354. Em sẽ mua tất cả màu đen nhưng mà hình thì khác nhau. S também. Không có màu. Fanta 1. Fanta 1. S não, Simba. Não. Não. Já, tá bom, pode ser. Không có size S, mua size M không được. Size này là vừa. Mama, vou te tirar metendo saco. Ah, sim, vou tirar.
Em mua 4 cái này, em nghĩ là size M thì sẽ vừa. Vì áo này nó cũng bé mà. Nóng đê, đi là chợ nóng đã mà. Tô tao quá anh tụi nè. Hả? Total 9 20. Không trả tiền nhá. Về khoản trả tiền thì để chồng em trả tiền đấy. Còn em thì em cũng không biết là ta bình Elivopa là poster. Cứ mỗi lần mà đi ra ngoài đường này, trời mà hơi hơi nóng thôi là em cũng đã chảy mồ hôi đầm đìa như thế này rồi. Cái này to quá. Bình thường thì có một cái loại nhỏ hơn thì dễ nói chuyện với mọi người. Nhưng mà bây giờ cái này nó vẹt bé rồi, không vừa. Đi xem quần đi. Bà đi tìm quần thì hơi căng nhỉ. Mua ở đây như thế này thì khó tìm được quần lắm, phải đi vào tận trong kia cậu. Quần này là quần của con gái. Quần mặc bên trong váy. Ông bị đưa cơ cái quần mặc ở trong váy cho. Vợ có đu gen tốt. Có tiền tiền xu ấy. Tiền đu gen tốt. Obrigado, mama. Dạ, obrigado. Nó tên là calçan ấy. Calçan. Đây đi. Con này được ấy. Được ấy. Vừa mấy áo đen ấy luôn, ấy này. Mua cái Puma ấy. Đúng rồi. Cho 5 bạn 5 cái Puma này luôn. Vừa vừa lấy mấy cái áo nhỉ? 4. Ami, chị ạ. Chị Việt Nam sao? Đúng rồi. Nhìn dưới cái này à? Đây lấy cái này này. Cái này 14. 14 tuổi mặc được đúng không chị? Ở đây là gặp một chị Việt Nam bán hàng ở đây mọi người ạ. Ở đây thì rất là nhiều Việt Nam. Việt Nam mình bán hàng trong này rất là đông. Chắc là sẽ mua cái quần này. Mua cái quần này đi. Chị ơi, chị lấy cho em 4 cái quần này ạ. 4 màu đen khác nhau. À 4 màu. Đừng mua cái này, mua cái này này. Chất nó đẹp hơn, nhìn nó ấm hơn. Ờ, chất này được. Đây, lấy 3 cái này luôn này, vào lấy. Lấy em cái này. Đấy, lấy luôn này này. Nhờ, 4 cái này luôn. Ba cái này, với lại một cái màu đen nữa. Cái trên này đi. Adidas này á? Đi mua cho các bạn ở ngoài chợ nhưng mà toàn thấy các thương hiệu nổi tiếng rồi nhỉ. Adidas này, cá sấu này, Superman, Puma này. Ui, đủ các thể loại nhãn hàng luôn. Có chị ạ. Chị miễn là màu đen là được ạ. Vâng, lấy hết màu đen cho em. Nóng quá. Có nhưng mà lấy màu đen cho em cho chúng con đỡ tranh nhau. Đỡ phải tị nhau là tại sao bạn màu xám còn tớ màu đen. Đấy. Mình đang mua hàng của chị. May vào đây tìm cái quần này cũng hợp lý. Mà chị thì lại là người Việt Nam nên là chị sẽ bán rẻ nhỉ. Của em tổng hết là
đây. Bây giờ thì mình đã mua xong quần áo cho các bạn ấy rồi. Chắc là mình sẽ đi về thôi. Ôi là mọi người ở đây nhận ra mình nhiều nên là hay chào lắm. Bây giờ thì nắng, nóng mà mua đồ xong rồi. Chắc là sẽ không tham quan thêm ở chợ nữa đâu. Em sẽ về luôn thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Em đi về nhá. Ngày hôm nay đi quay là tranh thủ trốn làm để đi quay cho mọi người xem đấy ạ. Hôm nay chỉ đi mua quần áo cho các bạn của em thôi, chứ không nói nhiều về chợ cho mọi người nghe được. Lần tới em sẽ kể về chợ cho mọi người xem nhiều hơn nhá. Trong này nhiều thứ vui lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Hãy cho em một nút đăng ký để cùng em đi khám phá châu Phi nhé.